xây dựng lực lượng công an nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An dự đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Tam Dương. Xây dựng và phát huy vai trò của doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lập Thạch lần thứ 21, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Sáu ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chiều nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy Công an tỉnh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ 6, kết quả thực hiện chương trình hành động số 34/2022 của Tỉnh ủy, thực hiện nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Dự buổi làm việc có đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Trung Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, phụ trách Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số ban sở ngành. Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ 6 và chương trình hành động số 34/2022 của Tỉnh ủy, thực hiện nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Nổi bật, Đảng ủy đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng và triển khai 18 đề án đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Công an tỉnh đã triển khai bố trí công an chính quy về cấp xã, phát huy vai trò của công an cấp xã trong bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống tội phạm ngay từ cơ sở. Các ý kiến tại buổi làm việc đề nghị lực lượng công an tỉnh tiếp tục quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận, tâm tư cán bộ, đảng viên và nhân dân để có phương án đảm bảo an ninh trật tự từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, nhất là những vấn đề liên quan đến nhà máy xử lý rác thải, nghĩa trang nhân dân, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Bên cạnh đó, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản, xả thải trái phép ra môi trường, phối hợp với chính quyền các cấp đảm bảo an ninh tôn giáo, những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trong khu công nghiệp, tiếp tục khai thác, phát huy hiệu quả hệ thống camera an ninh đã đầu tư. Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An khẳng định, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác công an và cụ thể hóa bằng các nghị quyết, chương trình hành động, đề án để xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo nghị quyết 12 của Bộ Chính trị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy Công an tỉnh và lực lượng công an các cấp trong tỉnh tập trung tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng Đảng, trọng tâm củng cố xây dựng tổ chức Đảng trong lực lượng công an trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, phẩm chất đạo đức của người chiến sĩ công an nhân dân. Triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 12 và chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết 12 của Bộ Chính trị. Nâng cao các biện pháp nghiệp vụ, tập trung nắm chắc địa bàn, chủ động trong mọi tình huống, kịp thời tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo, không để xảy ra bị động bất ngờ. Nắm chắc tình hình an ninh chính trị nội bộ để chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Về một số nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đến sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải và đề nghị lực lượng công an phối hợp với chính quyền, các ban ngành đoàn thể tuyên truyền vận động tạo sự đồng thuận trong nhân dân để triển khai dự án. Về khai thác tài nguyên khoáng sản, lực lượng công an phối hợp với chính quyền các cấp tăng cường công tác quản lý, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, đồng thời tham mưu cho tỉnh tháo gỡ những vướng mắc để có nguồn khoáng sản phục vụ nhu cầu phát triển của tỉnh. Đối với tình hình an ninh tôn giáo, tập trung nắm bắt tình hình dư luận, không để phát sinh vụ việc phức tạp liên quan đến tôn giáo. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo,
chỉ đạo lực lượng công an các cấp xử lý các vụ việc nổi cộm trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật. Sáng nay, huyện Tam Dương tổ chức đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang giai đoạn 2019-2024. Đây là đơn vị được chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cấp huyện trên địa bàn quân khu 2. Dự đại hội có đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính ủy Quân khu 2, đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Tam Dương, lãnh đạo các ban sở ngành của tỉnh, Mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và đông đảo cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang điển hình tiên tiến. Trong 5 năm, phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện Tam Dương được triển khai toàn diện, gắn chặt với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, đồng hành cùng các cuộc vận động của các cấp các ngành. Phong trào thi đua thực sự trở thành động lực to lớn, cổ vũ, động viên cán bộ chiến sĩ đoàn kết, khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, được cấp ủy chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện được nâng cao. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, góp phần quan trọng xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. Giai đoạn 2024-2029, phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện Tam Dương tiếp tục hướng về cơ sở, thực hiện hiệu quả các khâu đột phá, xây dựng và nhân rộng nhiều điển hình tiên tiến, có sức lan tỏa rộng, đổi mới, nâng cao chất lượng và hoàn thành 100% kế hoạch giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống cho các đối tượng, hoàn thành 100% chỉ tiêu vận động viên, tuyển quân hàng năm, đưa phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện thực sự là nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc, tích cực tham gia hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế xã hội, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Trong khuôn khổ đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính ủy Quân khu 2 cùng các đại biểu đã tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp đặc trưng, tiêu biểu của nhân dân và các doanh nghiệp huyện Tam Dương, cùng nhiều loại vũ khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện, phục vụ công tác, đảm bảo an ninh quốc phòng của lực lượng vũ trang. Sáng nay, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt nghị quyết 41 năm 2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Dự tại điểm cầu Trung ương có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái. Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Trung Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo chủ chốt các ban, sở, ngành, đoàn thể. Hội nghị được kết nối đến 198 điểm cầu trong tỉnh với trên 30.000 cán bộ, đảng viên tham gia. Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh đến ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của Nghị quyết 41 trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế hiện nay, và đề nghị các cấp, các ngành tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước, hướng tới môi trường lành mạnh để doanh nghiệp cạnh tranh và phát triển, thể chế hóa Nghị quyết 41 bằng các cơ chế chính sách cụ thể, tập trung tuyên truyền để đội ngũ doanh nhân nhận thức rõ vai trò, sứ mệnh, xây dựng đạo đức văn hóa kinh doanh, nêu cao trách nhiệm xã hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn hội nhập. Nghị quyết 41 năm 2023 của Bộ Chính trị xác định đội ngũ doanh nhân có vị trí, vai trò quan trọng, là một trong những lực lượng nòng cốt góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Về mục tiêu, Nghị quyết 41 xác định phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng, năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, tuân thủ pháp luật, có đạo đức, văn hóa kinh doanh mang bản sắc dân tộc, có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước. Nghị quyết 41 đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, bảo đảm thực hiện các quan điểm, mục tiêu đã xác định phù hợp với bối cảnh và tình hình mới. Hội nghị cũng đã quán triệt những nội dung cơ bản chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 41 năm 2023 của Bộ Chính trị, tập trung nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân
trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước, hoàn thiện chính sách pháp luật, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển, cống hiến. Phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, ngang tầm mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lập Thạch tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 21, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Lập Thạch, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và 186 đại biểu chính thức được hiệp thương cử tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn, các tổ chức thành viên của mặt trận và các cơ quan, đơn vị giới thiệu, chọn cử tham gia đại hội. Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lập Thạch đã đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy và tăng cường đồng thuận xã hội, thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức đoàn thể đã phối hợp lồng ghép với thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới nhằm phát huy sức mạnh và sức sáng tạo của nhân dân trong hoạt động tự quản ở cộng đồng dân cư. Trong nhiệm kỳ, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện đã vận động xây dựng quỹ vì người nghèo được hơn 1,5 tỷ đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp xây dựng và sửa chữa hơn 175 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với trị giá hơn 7 tỷ đồng. Tổ chức thăm hỏi các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền gần 2,2 tỷ đồng. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh đề nghị trong nhiệm kỳ mới 2024-2029, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lập Thạch tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Quan tâm thực hiện tốt vai trò, chức năng của Mặt trận Tổ quốc, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội và các quy định của Đảng, Nhà nước. Đại hội đã hiệp thương cử 61 đại biểu tham gia Ban chấp hành khóa mới và cử 28 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đồng chí Lê Minh Đức, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lập Thạch, nhiệm kỳ 2019-2024, tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lập Thạch, nhiệm kỳ 2024-2029. Sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc còn lãnh đạo các sở ngành địa phương của tỉnh. Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ghi nhận đánh giá cao tinh thần chủ động, cảnh giác trong công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn từ trung ương đến địa phương, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn. Đồng chí đề nghị các bộ, ban ngành địa phương cần kiện toàn lại bộ máy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự, tiếp tục hoàn thiện các văn bản pháp luật, đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, đặc biệt trên mạng xã hội, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thường xuyên rà soát, điều chỉnh kịch bản phòng chống thiên tai để sát thực tế diễn biến, nâng cao chất lượng dự báo, đảm bảo chính xác, kịp thời, nâng cao năng lực điều hành của từng địa phương, huy động nguồn lực xã hội hóa, đầu tư khắc phục hậu quả thiên tai, đề nghị tổ chức quốc tế về phòng chống thiên tai tăng cường giúp trao đổi thông tin với các quốc gia, hỗ trợ Việt Nam về đào tạo chuyên môn, đầu tư cơ sở hạ tầng. Chiều nay, Hội đồng Nhân dân huyện Yên Lạc khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 16, kỳ họp chuyên đề nhằm thông qua các tờ trình của Ủy ban Nhân dân huyện, các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện về điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2026, kế hoạch đầu tư công năm 2024. Các đại biểu đã cho ý kiến vào tờ trình dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện, đề nghị Hội đồng Nhân dân huyện ban hành nghị quyết về điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Yên Lạc lần 5. Nghị quyết điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024 huyện Yên Lạc lần 1. Nội dung điều chỉnh chủ yếu là phân bổ chi tiết nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo nghị quyết số 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh về phân cấp thẩm quyền quyết định
điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn và hàng năm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến hết năm 2015. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã thống nhất biểu quyết thông qua nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Yên Lạc lần 5, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024 huyện Yên Lạc lần 1. Việc ban hành nghị quyết điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới nâng cao năm 2024 và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện. Chi đoàn cơ quan tỉnh đoàn Vĩnh Phúc tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 11 nhiệm kỳ 2024-2027. Trong nhiệm kỳ qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên của chi đoàn cơ quan tỉnh đoàn đạt được nhiều kết quả nổi bật. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên được triển khai với nhiều nội dung, hình thức phong phú, sáng tạo. Các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội được tổ chức thường xuyên, hiệu quả. Các hoạt động đồng hành với thanh niên được quan tâm, đổi mới. Công tác văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì thường xuyên. Nhiệm kỳ 2024-2027, chi đoàn cơ quan tỉnh đoàn phấn đấu 100% đoàn viên được học tập, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật mới của nhà nước, các nghị quyết, chương trình do các cấp bộ đoàn phát động, triển khai. Mỗi năm, giới thiệu ít nhất một đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, 100% đoàn viên thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện, đảm nhiệm mới ít nhất một công trình, phần việc thanh niên, tổ chức ít nhất hai hoạt động dã ngoại, giao lưu, kết hợp giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên. Đại hội đã bầu ban chấp hành chi đoàn cơ quan tỉnh đoàn khóa 11, nhiệm kỳ 2024-2027, bầu đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu đoàn khối các cơ quan tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2024-2027. Chiều nay, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho học sinh sinh viên trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc năm 2024. Đây là lần đầu tiên Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho đối tượng là học sinh sinh viên. Qua lớp bồi dưỡng nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả chỉ thị số 45 ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường phát triển Đảng trong học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh. Tham gia lớp bồi dưỡng 30 học sinh sinh viên ưu tú trong tổng số trên 4.000 học sinh sinh viên của trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc được trang bị những kiến thức cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, nội dung cơ bản của cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua lớp bồi dưỡng, mỗi học sinh sinh viên nắm được kiến thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn cho mình, tích cực phấn đấu học tập, rèn luyện để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân về xây dựng nông thôn mới, tăng cường các nguồn lực đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, tích cực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân là những giải pháp huyện Bình Xuyên nỗ lực triển khai nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn. Đến thời điểm này, xã Tam Hợp đã đạt 14 trên 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Để hoàn thành các tiêu chí còn lại, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Tam Hợp đã xây dựng và ban hành nghị quyết, kế hoạch để duy trì và nâng cao các tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Trong đó, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng với nhiều hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và khơi dậy tinh thần tự giác, tính chủ động tham gia của người dân, sự quan tâm của toàn xã hội trong công tác xây dựng nông thôn mới. Và nhân dân ở trong thôn là ủng hộ rất nhiệt tình và có trách nhiệm cao. Ví dụ như là về các hộ dân là đều đóng góp, ví dụ như là tiền chúng tôi đi để vận động, để vẽ tranh tường, sơn tường và làm bồn hoa, làm đường cây cảnh, thì phải nói nhân dân ủng hộ 100%. Đảng và chính quyền địa phương cũng đang tập trung để xây dựng kế hoạch, để ban hành các cái giải pháp để thực hiện. Thì trong đó là nó khó khăn nhất là liên quan đến cái tiêu chí số 18 là chất lượng sống, môi trường sống. Thì trong đó là cái công tác nước sạch, cấp nước sạch cho người dân
Đến nay trên địa bàn toàn xã Tam Hợp thì cái tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch từ các cái khu tập trung thì với khoảng 1,6% trên toàn xã. Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2021-2025, huyện Bình Xuyên đăng ký xây dựng 4 xã đạt chuẩn, nông thôn mới nâng cao, đạt 50% tổng số xã trên địa bàn. Quá trình triển khai đến nay đã có 2 xã là Thiện Kế và Quất Liêu được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Còn lại, xã Tam Hợp sẽ phấn đấu đạt chuẩn năm 2024, xã Sơn Lôi đạt chuẩn trong năm 2025. Trên cơ sở ra soát, phân tích cụ thể các tiêu chí, tình hình triển khai thực hiện và khả năng hoàn thành từng tiêu chí ở các địa phương, huyện Bình Xuyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trọng tâm vào các nội dung nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn. Do vậy, trong thời gian tới thì phòng tiếp tục tham mưu cho ban chỉ đạo huyện cũng như ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, các phòng ban phụ trách các tiêu chí là bám sát các cái hướng dẫn của các sở ban ngành để hướng dẫn trực tiếp cho các xã, không chỉ là xã Tam Hợp nâng cao mà còn các xã duy trì xây dựng nông thôn mới để đạt được cái mục tiêu kế hoạch năm 2024. Dù còn gặp không ít khó khăn trong quá trình triển khai, thực hiện, nhưng với chủ trương đúng, cách làm sáng tạo của mỗi địa phương, mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện Bình Xuyên sẽ sớm hoàn thành theo lộ trình đề ra. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.